Có thể không chỉ là nơi hoạt động tín ngưỡng mà còn là nơi check-in rất là tuyệt vời đấy. Xem tôi xem cảnh chùa. Thì ta hãy mau niệm Phật để nghiệp duyên không chồng chất. Được tu sửa lại vẫn trang nghiêm với nét cổ kính. Cửa tam quan cũng có cái vẻ thâm trầm cổ điển như những ngôi chùa khác, nhưng bên trong có nhiều sắc màu tươi mới rạng rỡ, đem lại một năng lượng tích cực cho mỗi người đến đây viếng cảnh đầu năm mới. Cây ước nguyện được đặt một khu vực riêng trang trọng với màu sắc rực rỡ, kích thích trí tưởng tượng phong phú. Ai nguyện ước điều gì thì sẽ chọn một tấm bìa hình hoa lá hay trái tim và viết điều ước lên đó rồi treo lên cây ước nguyện. Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều chăm chú ghi ước nguyện với tâm niệm. Điều ước viết ra và treo lên cây ở chùa sẽ linh thiêng và nhanh chóng biến thành hiện thực. Giáo lý răn dạy của nhà Phật được thể hiện minh họa sinh động bằng những hình vẽ nên hấp dẫn và thu hút được sự quan tâm của cả những bạn trẻ. Những đồ vật may mắn như vòng cổ, vòng cườm, bức thư pháp, vân vân, ai cũng có thể lấy một món ưa thích để mang về và tùy tâm bỏ tiền vào hòm công đức. Chùa là nơi hội ngộ những mối quan hệ, có những người lâu không gặp nhau, nhưng khi đến chùa thì duyên gặp lại để rồi những câu chuyện hàn huyên mãi không nguôi. Đến chùa Bảo Tháp bây giờ không còn khung cảnh trầm nữa mà đã vui hơn, không chỉ đến lễ. Người đến chùa còn được xem về đạo, về đời, được ngắm cảnh đẹp và được tham gia nhiều hoạt động mới mẻ, thú vị. Thank you.
người sẽ ghé lại uống chén trà thơm, chuyện trò với các tăng ni rồi nhà chùa phát lộc. Lộc chùa dù không nhiều, nhưng người đi chùa ai nhận được lộc cũng phấn khởi bởi tấm tâm tình của nhà chùa, và họ tin lộc đó gói theo cả những điều may mắn. Rời khỏi chùa, ai cũng phấn chấn với một niềm tin vào một năm mới Tân Sửu may mắn, thành công và vạn sự hanh thông. Chắc hẳn không khí của nhà chùa cũng góp một phần không nhỏ đem lại niềm vui và niềm tin cùng một tâm thế phấn khởi đầu năm mới trong muôn người.